Xin chào các bạn. Vợ chồng tôi đã có mặt tại điện tại thành phố Hà Nội. Vì hôm qua sau khi làm xong ở Nghĩa Trang của tỉnh Bình Thuận thì tôi đã nhận được tín hiệu là trên thiên giới đã khá là đông và chật chội. Cho nên tôi phải cấp tốc về Hà Nội luôn để thứ nhất làm một bữa tiệc khao các vong linh liệt sĩ trên thiên. Thứ hai sẽ lệnh cho thập điện Diêm La tiếp nhận toàn bộ vong linh các liệt sĩ để rồi tùy theo phúc đức mà chuyển kiếp đầu thai. Bây giờ sẽ là thiên lệnh. Lệnh đến thiên giới mở tiệc thiết đãi toàn bộ vong linh thứ nhất của mẹ suốt, mẹ thứ. Thứ hai, toàn bộ vong linh các liệt sĩ trong chuyến đi vừa rồi. Làm thiết tiệc xong thì di chuyển toàn bộ xuống cho thập điện Diêm La tiếp quản. Rồi sau đó theo phúc đức của mỗi người mà đi theo đường, mỗi một đường của mỗi người để chuyển kiếp đầu thai. Đó là cái việc làm, đó là cái mục đích quan trọng mà tôi về ngày hôm nay. Sau khi xong việc này, tối mai tôi chơi với con một hôm, thăm bố mẹ, sức khỏe bố mẹ hai bên một hôm. Sau đó tối mai vợ chồng thầy trò tôi lại vào. Tức là lần này về chỉ có hai vợ chồng về thôi, còn học trò của tôi vẫn ở trong đó. Thì tối mai tôi sẽ lại quay vào. Và chúng ta còn rất nhiều, như hôm nay tôi ngồi ở sân bay tôi nhìn lại thì chúng ta còn có toàn bộ các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là có 14 tỉnh chúng ta chưa đi. Tức là tôi tính tổng cộng còn khoảng độ 16 tỉnh nữa là chúng ta chưa đi. Vậy thì việc thứ hai hôm nay đó là lệnh đến Bục Phổ Hiền Bồ Tát. Các bạn cứ thắc mắc vì sao tôi có thể lệnh cho Phổ Hiền Bồ Tát. Thì trước tiên các bạn chú ý cho tôi điều này. Tôi lên lệnh thì tất cả phải quỳ. Còn lại vì sao thì tôi sẽ làm clip giải thích sau các bạn nhé. Còn lại khi tôi lên lệnh tôi phải chịu trách nhiệm chứ không phải ai tôi dám lên được. Những người nào tôi được phép lên lệnh thì tôi lên. Còn lại tôi nhắc lại lệnh cho Phổ Hiền Bồ Tát phân bổ 80% phúc đức trong chuyến đi vừa rồi, đến chặng đường vừa rồi, đến những người đã gia tâm cùng với vợ chồng thầy trò trong suốt chặng đường đi vừa rồi. Tôi xin nhắc lại, tôi xin chia sẻ 80% phúc đức cho chặng đi vừa rồi nhờ Phổ Hiền Bồ Tát phân bố và chia sẻ đều với những người đã gia tâm với vợ chồng thầy trò trong chuyến đi và chặng đường vừa rồi. Còn bây giờ tôi cũng xin kêu gọi một lần nữa, đó là chúng ta mới đi được 2/3 chặng đường, còn 1/3 chặng đường nữa. Tôi xin kêu gọi các bạn gia tâm cùng vợ chồng thầy trò, tri ân cùng với vong linh các liệt sĩ và tích phúc tích đức cho cá nhân và bản thân cũng như là dòng họ nhà mình. Số tài khoản của tôi đó là 21 51 000 233 9954, ngân hàng BIDV. Tên thật của tôi là Lương Chính Khang. Trong các cái clip trước và có những cái comment thì tôi đã tổng hợp tất cả các ý kiến, tất cả các thắc mắc để khi kết thúc chuyến đi này tôi sẽ giải đáp các thắc mắc cho các bạn. Và các bạn chú ý, tôi thường nhắc thêm một điều này nữa, nhưng tất cả những người lính Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa thì tôi sẽ tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh trong cái buổi ngày mai, tối mai, đêm mai tôi vào. Thì ngày kia tôi sẽ làm một cái bước, đó là đưa toàn bộ vong linh của các lính Việt Nam Cộng Hòa lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Sau đó chúng ta lại làm lần lượt cho các vong linh liệt sĩ của chúng ta, các vong linh liệt sĩ của chúng ta để lên thiên đối với các tỉnh, các quận huyện và thành phố cho các tỉnh. Có một cái điều nữa là như thế này. Trong các cái việc mà di chuyển
các cái liệt sĩ, vong linh liệt sĩ lên thiên, các bạn có cái góp ý đối với tôi thì tôi cũng xin đón nhận những cái góp ý đó. Đó là các bạn nói là đừng nói cái từ gọi là xét xử hay là đừng nói cái từ nọ từ kia, nhưng tôi cũng xin nói lỗi các bạn như này, đây là tôi giảm thiểu từ ngữ. Tôi giảm thiểu từ ngữ chứ còn đúng ra mọi cái nó đều phải có một cái xét xử để rồi tùy theo phúc đức mà đi theo đường nào để chuyển kiếp đầu thai. Các bạn có hiểu không ạ? Đấy là xét xử chứ không phải là các phiên tòa xét xử giống như trần gian mình hay nói chuyện. Các bạn có hiểu không? Còn bây giờ một cái việc mà tôi muốn nói đến trong cái chuyến về, cái lần về này, cây 10 bích và cây 8 bích chúng ta hay gặp. Tôi chưa giải thích ngay, nhưng có lẽ tôi sẽ phải giải thích luôn. Tại vì là tôi nghĩ là nó sẽ không có sự cánh ngáng trở gì nữa, cho nên bây giờ tôi sẽ giải thích. Đó người ta gọi là các trinh nữ phương Bắc. Các trinh nữ phương Bắc, các trinh nữ này được các thầy pháp người Tàu cử đến các nghĩa trang liệt sĩ để chấn yểm, kết hợp với người phụ nữ kia đến các nghĩa trang để chấn yểm tại đó, quản lý các vong linh tại đó. Đó là trinh nữ phương Bắc. Đi đến đâu có là tôi đều xử lý hết. Cho nên bây giờ tôi mới tiết lộ cho các bạn. Các bạn hiểu chứ? Tôi sẽ phân tích sâu về vấn đề này. Và sau khi kết thúc chuyến đi này, tôi trực tiếp lên thiên lệnh để xử lý người phụ nữ này. Các bạn hiểu chưa? Còn bây giờ chúng ta, tôi sẽ xin phép các bạn nghỉ ngơi một ngày chơi với con, các con và vấn an sức khỏe bố mẹ hai bên. Sau đó tối mai vợ chồng tôi lại quay vào, chúng ta tiếp tục hành trình còn dang dở. Xin chào và hẹn gặp lại.